Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với TC cơ sở 2 để lựa chọn một laptop văn phòng nhá. Vì cái thời điểm này là thời điểm giá laptop cực kỳ rẻ nên chúng ta hãy tận dụng cơ hội này và đi mua sắm ngay cho mình một chiếc laptop chất lượng và ưng ý. Được rồi, đi thôi. Vâng, xin giới thiệu, đây là anh Hùng, một nhân viên kỳ cựu của laptop TC. Các bạn nhìn anh ý có thấy quen không? Anh cho em hỏi là anh có phải anh em gì thất lạc của ca sĩ Lý Hải không ạ? Ô, ai không phải anh thế đấy? Anh Lý Hùng. Anh là Lý Hùng ạ. Vâng, thôi được rồi, chúng ta sẽ vào chủ đề chính. Hôm nay em xin phép là em sẽ có một vài câu hỏi của bạn em dành cho anh về tiêu chí lựa chọn laptop cho dân văn phòng. Cho em xin phép là em sẽ cài cái mic vào đây nhá. Ok, vậy thì em có thắc mắc gì về laptop văn phòng hay là nhu cầu như thế nào thì em cứ việc hỏi anh Hùng nhá. Hôm nay em muốn hỏi anh Hùng là tiêu chí để mình lựa chọn những cái laptop văn phòng trong năm 2023 là gì ạ? Laptop văn phòng à? Dạ. Anh thấy rất nhiều người hỏi câu này ấy, nhưng mà anh thấy căn bản nhất cho một người làm văn phòng đó là một con máy có bàn phím đánh sướng và màn hình đẹp, các cổng kết nối nhiều, thế thôi. Còn giá thành thì đâu đó tầm khoảng 10-20 triệu là chúng ta có một con máy rất ngon rồi. Tức là trong tầm giá nào thì chúng ta cũng sẽ có những cái lựa chọn phù hợp nhất là cho mình đúng không ạ? Đúng rồi em. Mỗi tầm giá, mỗi mức giá nó sẽ có những lựa chọn khác nhau, nhưng mà hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các em tầm giá loanh quanh từ 10-20 triệu sẽ có những lựa chọn rất là tốt mà thị trường năm 2023 mọi người chọn rất là nhiều nhá. Dạ. Đầu tiên anh muốn giới thiệu đến em chiếc Acer, con này Acer Swift 2022. Một chiếc máy có cái thiết kế rất là đẹp này. Cấu hình con máy này cực kỳ cao nhá, chip i5 thế hệ 12 ra 16 ổ 5 12. Đặc biệt con máy này có cái màn lên đến 100% dạng màu sRGB và độ sáng rất là cao. Đó, một con máy có màn hình đẹp này, bàn phím gõ rất là sướng này, thiết kế đẹp, chỉ duy nhất tiếc đó là thương hiệu của Acer thôi. À, đặc biệt con máy này còn có cả Intel Evo em nhá, một cái bảo mật của năm 2022. Ngoài ra thì có một cái lựa chọn nào khác không ạ anh? Ngoài cái lựa chọn này thì anh sẽ giới thiệu đến em một chiếc máy cao cấp của Dell. Đó là con Dell 14 7000 series 7420 bản Bluetooth. Con máy này thì phải nói là nó có rất nhiều các cái công nghệ tuyệt vời này. Vỏ thiết kế hoàn toàn là nhôm và đặc biệt là bàn phím gõ cực kỳ êm này. Giải loa ở trên rất là đẹp, cấu hình thì cao chót vót, chip 12500H. Con chip này cực kỳ khỏe nhá. Con máy này thì em có thể làm thêm cả phần đồ họa, chơi game nhẹ cũng được. Một con máy có cái thiết kế đẹp, bàn phím đánh sướng này, màn hình đẹp. Nhưng mà con máy này có một điểm đó là giá nó hơi cao. Nó lên đến hơn 20 triệu ở trong cái tầm giá này thì anh thấy hơi tiếc một chút. Nếu mà ở cái mức đầu tư này mình sẽ có thể mua được các dòng Dell XPS rồi. Đấy, nói đến dòng XPS có vẻ hơi cao nhỉ? Thì có cái lựa chọn nào mà nó trong cái khoảng tầm giá tầm từ 15 triệu đổ xuống không? Bởi vì em nghĩ là đây là cái tầm giá ổn nhất cho dân văn phòng khi mà các bạn có nhiều lựa chọn. 15 triệu hơn một chút thì ở laptop TC bên anh đang có một mã sale cực kỳ hot và dạo gần đây bán rất là chạy này. Đó là con Dell Invision 5415, một con máy em nhìn thấy đẹp không? Rất đẹp đúng không? Vỏ full nhôm và đặc biệt là màn tràn viền rất là đẹp, bàn phím gõ sướng, cấu hình cao, chip G5 thế hệ thứ 5, ra 16 ổ 5 12. Nói chung con máy này là văn phòng quá là sướng mà giá thành bây giờ laptop TC chỉ có 14 triệu rưỡi thôi. 14 triệu thôi ạ. Tầm giá này thì anh nghĩ là sẽ không có một con máy nào có cấu hình và từ cấu hình thiết kế cho đến hiệu năng tốt được như con này đâu. Em thấy các cái mẫu anh vừa giới thiệu thì đều là chip Intel, mà mẫu này thì là chip AMD thì nó có gì khác biệt không ạ? Chip AMD nó là một dạng chip mới được phát triển của AMD, nói chung là cũng phát triển lâu rồi, nhưng mà đến năm 2020 rồi về đây thì anh thấy là chip AMD nó phát triển rất là mạnh và cùng tầm giá thì con chip này nó khỏe hơn chip Intel rất là nhiều. Còn mọi người lo lắng nhé, không sợ nóng một chút nào đâu, con máy này chạy cực kỳ mát. Cái vấn đề chip AMD thì em nghĩ là ngày xưa nó mới là nó sợ nóng thôi đúng không anh? Đúng rồi, ngày xưa còn rất là nóng. Tới bây giờ thì em đã thấy là gần như là hầu như trên các laptop gaming người ta cũng trang bị chip AMD rất là nhiều, được sử dụng về hệ thống tản nhiệt rất là mát. Em còn câu hỏi gì nữa không? Em muốn tham khảo một dòng XPS đi, bởi vì em thấy cũng rất nhiều người bạn của em đánh giá là dòng XPS thì cũng được chị em chọn nhiều, mà cấu hình nó cũng khá là cao. Đúng thiết rồi. Kế cũng đẹp nữa. Dòng XPS thì anh sẽ giới thiệu em dòng XPS mới của năm 2022, đó là con XPS 9315, dòng máy cao cấp nên em nhìn cái hộp nó cũng rất là cao cấp này. Con máy này thì thiết kế chỉ có 1 cân mốt thôi và đặc biệt là màn hình rất là đẹp, màn 16:10 tỷ lệ là 16:10 đấy. Con máy này thì nó là dòng cao cấp rồi, dòng máy doanh nhân nhiều hơn. Nếu mà dòng dùng cho văn phòng ấy thì nó có một cái yếu điểm đó là các cổng kết nối cực kỳ ít, nó chỉ có đúng cổng Type-C thôi. Đó, thế nên là nếu mà chúng ta dùng con máy này lại phải mua thêm một cổng chuyển đổi, nên là em có thể cân nhắc nhé.
Em nhìn con này là em thấy giống con gì? Em nhìn con này thấy giống con gì? Mark đúng không? Trông rất là giống Mark. Cũng là hai cổng kết nối USB Type-C ở hai bên. Cái này thì thiết kế em thích nhưng mà có vẻ hơi ít cổng kết nối. Trong tầm giá khoảng 20 triệu thì con máy này anh nghĩ là dành cho kiểu những người doanh nhân nhiều hơn. Còn nếu dân văn phòng chúng ta thì nên chọn những con máy có bàn phím đánh sướng này, màn hình đẹp và đặc biệt là có nhiều cổng kết nối cho nó tiện lợi. Em thấy thích con 5415 hơn. Chốt thôi. Tức là em đang muốn lựa chọn là thứ nhất là thương hiệu nó ok đúng không? Đeo thì nổi tiếng là bền bỉ rồi. Và cấu hình thì lại quá là ngon, ra 16 ổ 512, cái giá thành thì cũng vừa đủ. Vậy thì em thấy nó thiết kế nó rất là đẹp, các cái viền này nó có vắt cắt kim cương. Gọi là gì nhỉ? Vắt cắt kim cương à? Vắt cắt kim cương. Em mà ưng cái này rồi thì anh làm đơn cho em nhé. Thế anh cho em hỏi là nếu mà em mua thì có được tặng không? Tặng cái gì không anh? Em mua thì vẫn được tặng đầy đủ ba lô, túi chống sốc, chuột không dây, nó di chuột. Còn nếu em gái xinh đẹp đây mua thì anh sẽ tặng thêm một đôi loa. Ý là anh tặng thêm cho bạn em cặp loa thì được. Vậy thì triển thôi em nhỉ? Chắc là chốt thôi. Đó, các bạn thấy là nhu cầu sử dụng laptop văn phòng thì rất là đa dạng và tùy vào mức độ sử dụng của từng người. Nếu như các bạn mà chưa có cái sự quyết định hoặc là vẫn đang phân vân thì các bạn có thể qua laptop TC để tham khảo cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 cũng được, sẽ có mọi người tư vấn đầy đủ cho các bạn, có thể là cả mình nữa, mình là chuyên dẫn dắt khách hàng đến để mua laptop. Thông minh lắm, đúng là con trai của ta.